Wow, ui ngoan chưa này cô con này. Ui xanh đỏ tím vàng này. Ồ, hình như chín rồi hay sao ấy nhỉ? Vâng. Cứ bắt ra đi, Ui, khói quá. Hưng mở cái vung ra cho đỡ nóng. Khói quá. Không mở vung ra cho đỡ nóng Hưng ơi. Wow, ui ngoan chưa này. Ấy, ui. Đeo cẩn thận, nóng đấy nhá, bỏng nhá. Wow. Ok, bỏ ra không nó bỏng đấy. Rồi. Ừ, đổ. Hưng nhá, xem nào thử xem nào. Nhặt ra đi cô con. Hưng. Nóng à? Ui, nóng quá. Ui, trông màu sắc đẹp nhờ. Xanh đỏ tím vàng nhờ. Nào. Bổ ra đi. Ui. Đây, lấy đũa khắp. Ui, ngoan thế nhờ. Đâu xem nào. Ui, nhân của con đã làm rồi đấy. Kia, bổ ra đi. Rồi. Đây. Ngoan thế nhỉ. Ấy. Ui khoái thế nhỉ. Ui khoái nhưng mà ngon nhỉ. Ui. Ui nhân đấy. Wow. Ui ngon thế nhỉ. Ui. Ăn thử xem có ngon không. Ui. Ui. Ê, cái bánh to này thử xem nào. Bổ lấm bốn. Ồ, thử phanh cái nhân xem nào. Nhân của con làm nó có ngon nào. Ui. 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 Ngon thế nhở. Ui. 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 Ngon thế là thành quả cho các bạn xem này. Wow, hai thiên nhiên làm gì ngon thế? À, nặn bánh bao à? Hưng thì đang gióng bếp à? Ồ, cô con nó nặn à? Nặn được nhiều thế rồi này rồi cơ à? Ui, cô con nặn đẹp thế nhở? Cái nhân màu hồng hồng là cho cái gì đấy? Cho khoai môn à? Còn nhân xanh thì cô con cho cốm à? Hãy quay cận cảnh cho bạn xem này. Ui, cô
con nó làm nhân đấy. Úi thì nó nặng. Nặng từ lúc sáng à? Đây, quay cận cảnh cho các bạn xem này. Cô con nhà mình nặn bánh này, lần đầu tiên ông ấy nặn bánh này. Cái thì tròn, cái thì méo luôn. Ui nhưng mà chắc là ngon lắm nhỉ, màu sắc đẹp đấy. Ui 10 cái cơ à? Ừ đổ nước vào đi. Cô con đổ nước vào đi. Đổ nước vào, ui chuẩn bị còn nồi hấp à? Đổ nước vào nồi hấp. Quý vị các bạn ạ, sau khi mà nặn bánh xong ấy thì chúng ta sẽ cho vào nồi hấp. Ui nóng quá, cẩn thận bỏng nhá. Ui nghi ngút rồi nhỉ, khói. Không cần đầy lắm đâu cô con ạ, không nó tràn ra đấy. Xếp vào đi Hưng, hai thanh niên xếp vào đi. Ui quay cận cảnh cho các bạn xem này, xanh đỏ tím vàng luôn này. Cái màu xanh ấy thì là màu của hương cốm các bạn ạ, còn cái màu hồng hồng đỏ đỏ này là màu của khoai môn. Có vừa không? Ui vừa đấy, vừa đấy. Ui ngon thế nhỉ, vừa khít luôn. Cái nọ trồng lên cái kia cũng chín mà. Cái nọ trồng lên cái kia cũng chín đấy. Rồi vừa đẹp luôn. Rồi nước sôi rồi, nước sôi rồi, nước sôi rồi. Ok. Gióm tổ gióm lửa to lên cô quan ơi, hai thanh niên gióm lửa to lên. Món này đảm bảo ông Hưng tí nữa là xỉu dãi nhá, cho mà xem. Cô quan thử mở vung lên xem nó có bốc hơi lên không nào, xem nào. Wow nó bốc hơi lên này. Ui đâu nào mở anh xem nào. Ui quay cận cảnh cho các bạn xem này. Ấy rất là đẹp mắt luôn. Ừ phải nong nong ra bếp không là nó không cháy đâu. Nhè cô quan nhè, lấy cái quạt thổi cho đỡ khoái. Ui như kiểu lỗ hùm chuột ấy, khoái quá. Ui cái hết mắt rồi. Quạt mạnh vào Hưng ạ, mình quạt mạnh vào thì nó đỡ khói. Ui khói, ui cháy cả nước mắt rồi. Ui khoái thế nhờ, quẹt mạnh lên đi, không nó khoái. Ui tên Hưng này, hôm nay không xẻ dã là chuyển sang chảy nước mắt à. Đấy quẹt mạnh như thế là nó hết. Ui ở trong cái siêu nó cũng xì khoái ra như kiểu lò bát quái này. Luyện linh đơn à? Thế là quyết định là hôm nay làm bánh bao linh đơn à? Đây, thế là hôm nay là các thanh niên là quyết định là luyện lò linh đơn à? Thank you.
như có mùi thơm hay sao, thử mở vung xem nào. Hình như khay có mùi thơm, thử mở vung xem nào. Ngửi thấy có mùi thơm thơm. Ui thơm thế. Ui thôi đợi vung vào đi, sắp chín rồi đấy. Ui khoái quá, ui khoái quá, các thanh niên này chạy hết này. Ui con nong nong cái bếp ra cho nó nhanh chín cô con ạ. Không nó không cháy đâu, cái này phải cháy lửa to bùng 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 ấy. Nong nong xong lấy thêm mấy cái củi ở trong bếp kia kìa. Kia kìa, trong nhà kia kìa, ấy trong kho bếp ấy. Lấy đi Hưng ơi. Cái không không chín đâu. Cô con lấy đi, cô con lấy đi. Đấy, cô Hưng đang đi lấy thêm củi đấy. Sôi chưa cô quan? Hưng khoái quá phải chạy à? À như có củ khoai hay sao ấy nhỉ? Anh cho bố vào củ khoai nướng cho nó ngọt nhỉ? Thôi Hưng quạt đi cho nó cháy để cô Việt đi lấy củ khoai. Cho bố củ khoai vào, rửa đi cô con ạ. Ừ rửa củ khoai sạch đi xong rồi cho vào nướng trong lúc đợi. Đấy để ria ria đấy là nó chín đấy. Ui, củ khoai to thế nhở. Cô con lấy thêm một ít chấu nữa đi. Lấy thêm một ít chấu đi đổ xung quanh để cho nó nhanh chín. Ui khoái quá Hưng ạ. Quạt mạnh lên. Ui khoái như hun chuột. Cháy to rồi. Ui cô quan thử mở vung ra xem nào. Xem nào chín chưa nào. Ui wow. Ui đun đun qua qua đi cho nó khói. Rồi mở mở mở. Mở xem chín chưa nào. Wow, ui ơi ngon chưa này cô con này. Ui xanh đỏ tím vàng này. Ồ hình như chín rồi hay sao ấy nhỉ. Ừ bắt 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 ra đi. Bắt ra đi. Ui khói quá. Hưng Hưng mở 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 cái vung ra cho đỡ nóng. Khói quá. Không mở vung ra cho đỡ nóng Hưng ơi. Wow. Ui ngon chưa này. Ấy. Ui đeo đeo cẩn thận nóng đấy nhá, bỏng nhá, bỏng nhá. Wow. Oh. Ok bỏ ra không nó bỏng đấy. Rồi. Ừ đổ. Hưng nhá, xem nào thử xem nào nhặt ra đi, nhặt ra nhặt ra đi cô quan. Hưng. Nóng à? Ui nóng quá. Ui trông màu sắc đẹp nhở, xanh đỏ tím vàng nhở. Nào bổ ra đi, bổ ra đi. Ui
Đây lấy đũa khác. Ui ngoan thế nhở. Đâu sao nào. Ui nhân của con đã làm rồi đấy. Kia bổ bổ đi bổ ra đi. Ôi ngoan thế nhở. Ấy khoái thế nhở. Ui khoái nhưng mà ngon nhỉ. Ui ui nhân đấy. Wow. Ui ngon thế nhở. Ui ăn thử xem có ngoan đúng không? Ui, ui, đây cái bánh to này thử xem nào, bổ lắm bốn. Ồ, thử vành 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 cái nhân xem nào, nhân của con làm nó có ngoan nào? Ui, 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 ngon thế nhở? Ui. Ui ơi ngon thế là thành quả các bạn xem này.